Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 43. Chương 421, Hải Thi Dị Văn 3. Hứa Thanh trầm mặc. Trong thế giới tận thế dưới nửa khuôn mặt của thần linh trên trời, mỗi người đều có chuyện xưa của mình và lại phần lớn đều sẽ rất bi thảm. Loại trảm người thân chứng đạo này mặc dù nhìn như vô cùng tàn nhẫn, nhưng so với những việc mà Hứa Thanh gặp phải từ nhỏ đến lớn thì vẫn không coi vào đâu. Nhưng hắn vẫn lấy ra một khối đan dược chữa thương rồi ném cho đội trưởng. Sau khi đội trưởng nhận lấy liền sững sờ, có chút vui mừng mở miệng. Cái này để làm gì vậy? Là nhìn thương thế của ta quá nặng nên cho ta đan dược chữa thương sao? Cho Tam công chúa trong túi chữ vật của ngươi. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Tiểu Thanh, nguyên lai ngươi cũng có thời điểm ôn nhu nha. Đội trưởng cười nhạt nhìn qua Hứa Thanh, ước lượng khỏa đan dược trong tay. Sao thế, vừa ý Tam công chúa rồi sao, thật sự định làm nam sủng cho nàng hả? Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn qua bộ dạng cười hề hề ti tiện của đội trưởng, không thèm nói chuyện. Tiểu Thanh à, ngươi nhìn ta như vậy là đang nhìn ta, hay là nhìn Tam công chúa ngươi yêu của ngươi vậy, ai nha? Nếu để cho những người nữ đệ tử trong tông môn biết được điều này, sợ là cả đám đều sẽ khóc giống lên mất. Đội trưởng càng nói càng vui vẻ, mặt mày hớn hở thu hồi đan dược sau đó lấy ra một quả quýt, há miệng bắt đầu ăn mà chẳng thèm lột vỏ. Y nhìn Hứa Thanh dần dần nhíu mày, đang còn muốn tiếp tục mở miệng nhưng lại bị Hứa Thanh cắt ngang. Công chúa, còn có 3 ngày nữa là đi tới Hải Thi tộc, thương thế của ngươi phải làm mới lại một chút mới được. Đội trưởng đang định nói liền dừng lại, Hứa Thanh đi tới lấy ra dao găm rồi nhanh tay đâm một dao vào trên bụng đội trưởng. Đội trưởng nhe răng trợn mắt, hít vào một hơi rồi tương tự xuất dao găm ra, trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Vậy người vệ đạo của bổn công chúa cũng phải nhiều hơn một chút thương thế mới đúng nha. Nói xong thì đội trưởng lao tới định đâm một dao, nhưng lại bị Hứa Thanh lui ra phía sau tránh đi. Công chúa, tu vi của ngươi chỉ là ngưng khí đại viên mãn, tốc độ khôi phục thương thế chậm chạp. Ta bảo vệ ngươi một đường dưới trạng thái bị đuổi giết, thương thế của ngươi càng ngày càng nặng, không cách nào tự lành vết thương được. Mà ta thân là tu sĩ trúc cơ nên tốc độ khôi phục của bản thân vô cùng tốt, cho nên không cần phải thêm một ít thương thế nào cả, như vậy quá giả. Hứa Thanh nói xong, đội trưởng liền ngây ngốc một chút. Thừa dịp đội trưởng sửng sốt, Hứa Thanh lại đi lên đâm từng dao vào trên người y. Cuối cùng đội trưởng ôm bụng tránh đi rồi nhìn hằm hằm Hứa Thanh, nhưng ở dưới biểu cảm rất nghiêm túc của Hứa Thanh thì đội trưởng chỉ đành thở dài. Bổn công và người vệ đạo cùng bị đuổi giết, nhưng cũng không thể không có thời gian nghỉ ngơi mà đúng không? Nhất là bây giờ sắp tới gần tộc địa của Hải Thi tộc rồi, kẻ đuổi giết nhất định phải có chỗ cố kỵ, cho nên không hề truy kích nữa. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đáp lại một câu. Đúng vậy, nhưng càng tiếp cận tộc địa thì vết thương của công chúa vẫn nghiêm trọng như cũ, gần như là sắp tử vong, cho nên mới vừa trở về tộc địa liền được đưa đến cấm địa để chữa thương. Đội trưởng với vẻ mặt đau khổ nhìn thương thế của mình một chút, rồi lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ở trước mặt vô cùng nghiêm túc, y chỉ đành than dài một tiếng và hai mắt nhắm nghiền lại. Đáy lòng Hứa Thanh khoan khoái dễ chịu, lần nữa đi qua đâm thêm 5 dao, khiến cho thoạt nhìn thương thế của đội trưởng cực kỳ nghiêm trọng. Cả người cũng trở nên vô cùng suy yếu, bây giờ mới kết thúc lần truy sát này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, 3 ngày rất nhanh liền vọt qua. Sau một đường phá không phi hành thì rốt cuộc chiếc thuyền hắc mộc của bọn họ đã tới gần tộc địa của Hải Thi tộc. Lúc thấy hòn đảo của Hải Thi tộc ở xa xa, thần sắc Hứa Thanh lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thở sâu một hơi rồi kiểm tra lại bản thân. Sau khi xác định không có gì đáng ngại thì vẫn không yên lòng, dứt khoát để cho cái bóng tràn ra một chút khí tức của Hải Thi tộc. Kể từ đó, trên cơ bản thì Hứa Thanh đã không có gì khác nhau với Hải Thi tộc. Thậm chí dưới năng lực của Kim Ô Luyện Vạn Linh, tự bản thân hắn cũng có thể tràn ra một chút thiên phú thi độc của Hải Thi tộc. Che lấp như vậy có thể nói là hắn đã được cải trang vô cùng hoàn mỹ. Chỗ đội trưởng mặc dù cũng không có những biện pháp này, nhưng hiển nhiên là đội trưởng cũng đã chuẩn bị thật lâu vì chuyện này, cho nên Hứa Thanh cũng không hề quan tâm vấn đề y sẽ bị lộ, rốt cuộc trốn về đến nhà. Giờ phút này đội trưởng bên cạnh ôm bụng, thân thể vô cùng suy yếu tựa cả người ở trên lan can. Gió thổi tới khiến mái tóc xanh nhuốm máu phấp phới, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần dưới mái tóc.
Màu da trắng bệch phối hợp với vẻ phức tạp trong mắt khiến cho giờ khắc này đội trưởng cùng tam công chúa chân chính hầu như không có gì khác nhau cả. Thậm chí đội trưởng cũng đã nhìn thấu nội tâm của tam công chúa. Nếu không phải Hứa Thanh một đường chứng kiến quá trình cải trang của đối phương, bằng không thì chợt nhìn qua rất khó đoán ra thân phận thật của đội trưởng. Đoạn đường này, làm phiền ngươi rồi. Thân thể đội trưởng lung lay sắp đổ, thanh âm suy yếu mang theo một chút mềm mại. Y vịn lan can một bên, cánh tay cũng đang run rẩy giống như đang toàn lực chấn áp thương thế trong cơ thể. Dường như chỉ cần hơi buông lỏng một chút thì thương thế sẽ phát tác toàn bộ, tuyệt khí bỏ mình. Nhất là lồng ngực của y, chỗ đó có một vết thương cực kỳ hung hiểm gần như là đâm sát tới trái tim của y, chỉ cần hơi chếch đi một chút sẽ làm trái tim tan vỡ. Nhưng hình như cũng đủ đả thương tâm mạch của y. Về phần Hứa Thanh, đạo bào màu trắng giờ phút này đã phủ lên đống máu màu lam, bộ dáng càng thêm trắng bệch. Khí tức của hắn cũng lộ rõ ra sự bất ổn, giống như đang cưỡng ép chịu đựng, mà chỗ thương thế nghiêm trọng nhất của hắn cũng là ở ngay cổ, giống như cả khí quản đã bị chém đứt. Mặc dù nay giờ đã khôi phục một chút, nhưng cũng không có cách nào mở miệng nói chuyện nhiều được, thậm chí còn có thể nhìn thấy bên cạnh vết thương vẫn có huyết dịch chảy ra. Đối mặt với lời nói của đội trưởng, vẻ mặt Hứa Thanh không cảm xúc, tựa như không có quá nhiều cảm giác chấn động của tâm tình, cũng không để ý thương thế trong lòng mà chắp tay cúi đầu với đội trưởng. Đúng lúc này thì một cỗ chấn động cường hãn từ phía trước ầm ầm quét tới, nháy mắt liền bao trùm con thuyền của bọn họ, bao phủ trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 422, Hải Thi Dị Văn 4. Chiếc thuyền của bọn họ cũng bị dừng lại giữa không trung, không cách nào tiếp tục bay về phía trước được nữa. Cỗ chấn động cường hãn này không phải do tu sĩ tràn ra, mà là lực lượng của trận pháp. Đó là đại trận bảo vệ tộc địa của Hải Thi tộc. Bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, cho nên Hải Thi tộc đã mở ra đại trận trong thời gian dài để ngăn cản tất cả người ngoài bước vào. Đồng thời cũng có thể để cho tất cả những bố trí bên trong Hải Thi tộc được hoàn thành nhanh hơn. Giờ phút này theo trận pháp chấn động đến, Hứa Thanh cũng rất rõ ràng một điều, đó là cửa khẩu khảo nghiệm đầu tiên của Hải Thi tộc đã đến. Chẳng qua Hứa Thanh và đội trưởng đã có chuẩn bị từ sớm đối với việc này rồi, giờ phút này trận pháp bao phủ cả hai. Trên người đội trưởng lập tức tràn ra chấn động đáp lại, Hứa Thanh nơi đây cũng giống như thế, thôi động bình nhỏ một chút thì cũng có chấn động tràn ra tương tự. Cho nên trận pháp liền quét qua rất nhanh, thừa nhận thân phận của bọn họ. Một màn này khiến cho Hứa Thanh rất bội phục đối với chuẩn bị trước của đội trưởng. Giờ phút này hắn cúi đầu nhìn về hòn đảo Hải Thi, tộc phía dưới. Đưa mắt nhìn tới thì hòn đảo nhìn không thấy điểm cuối cùng này tựa như một mảnh đại lục bình thường vậy, phong cách hoàn toàn khác biệt với tất cả những cảnh tượng mà hắn đã từng chứng kiến. Cũng có thể nhìn thấy xung quanh khu vực biển, có mọc rất nhiều những cây cực lớn giống như linh chi. Chỉ là màu sắc biến thành màu đen và toát ra thi độc nồng đậm, đồng thời cũng tản mát ra uy áp vô cùng kinh người. Bất kỳ cây linh chi màu đen nào cũng đều cao hơn mấy trăm trượng. Giờ phút này ở trên khu lục địa gần biển và trong mặt biển đều có rất nhiều linh chi, chúng mọc thành từng mảnh lan tràn khắp ven biển, chợt nhìn không sai biệt lắm là cỡ vài trăm cây. Mà trên từng cây linh chi đều có khu vực như bãi đáp được xây dựng bằng bạch cốt, có thể thấy rất nhiều chiến hạm có hình dáng tương tự như quan tài đang đỗ ở nơi đó chờ đợi bay lên không. Đồng thời dưới những cây linh chi này đều mọc ra vô số rễ, bọn chúng rủ xuống mặt đất cùng với trên biển. Một phương diện đang hấp thu dị chất, một phương diện khác thì những cái rễ cây này phân tán ra rất nhiều dây thừng, kết nối với từng chiếc thuyền đang trôi lơ lửng ở trên biển. Hiển nhiên nơi đây là một cái bến cảng, mà đảo mắt nhìn qua toàn bộ đường ven biển của Hải Thi tộc thì tựa hồ cũng đều là bến cảng. Lại nhìn về phía xa xa, bầu trời nơi đây đã biến thành một mảnh đen xì, bị một đám mây đen nồng đậm bao phủ. Bên trong đó có từng tia sáng từ truyền tống trận lập lòe, ngay lúc này cũng có những tu sĩ không ngừng được truyền tống ra ngoài, cũng có kẻ truyền tống trở về. Từng chiếc chiến hạm cùng với từng đạo thân ảnh tu sĩ của Hải Thi tộc không ngừng qua lại trong toàn bộ thế giới này. Tiếng nổ vang và tiếng xé gió không ngừng truyền đến, đồng thời cũng rất ít nghe thấy âm thanh nói chuyện. Mặt khác, đại địa của tộc địa Hải Thi tộc cũng đều là một màu đen, mà màu sắc của cây linh chi cực lớn mọc bên trong rõ ràng có
chút khác biệt với linh chi ở ven biển, phần lớn những cây linh chi này đều màu đỏ. Đồng thời từng cây đại thụ bên trên cũng là một trong những phong cách bắt mắt nhất của hòn đảo này. Những cây đó đều đã hư thối, từ bên trên tràn ra dị chất rất nồng đậm, còn có vô số những con hồ điệp màu đen bay múa ở giữa phiến thiên địa này. Mà cả vùng đất nơi đây còn tràn ngập một mảnh những con sông màu đỏ như máu. Toàn bộ thế giới nhìn giống như là một mảnh hoàng tuyền, nhìn thấy mà giật mình, đồng thời cũng có uy áp kinh khủng không cách nào hình dung khuếch tán ra bát phương. Cùng lúc đó, theo chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh và đội trưởng bị ngưng đọng lại trên không trung giữa mặt biển. Một khắc chấn động của trận pháp quét ngang qua, những cỗ quan tài ở ven biển phía dưới lập tức phóng lên trời. Những cỗ quan tài này lập tức liền tới gần thuyền, dựng đứng ở bốn phía xung quanh. Tổng cộng có 16 cỗ quan tài tàn phá lập tức vây quanh kín chiếc thuyền hắc mộc, đồng thời cũng giống như hợp thành một cái trận pháp. Từng đạo tia chớp màu đen lan tràn qua lại giữa những cỗ quan tài đó, nháy mắt liên kết cùng nhau rồi bao phủ quanh chiếc thuyền hắc mộc. Tiếp theo, một cỗ quan tài phía trước Hứa Thanh và đội trưởng chấn động mạnh một cái thì nắp quan tài mở ra, một tên tu sĩ hải thi tộc toàn thân tràn ngập khói đen bước ra từ bên trong. Bộ dáng của tên tu sĩ hải thi tộc này có chút mơ hồ trong lớp sương mù, chỉ có thể lờ mờ nhận thấy được là hình dáng của nhân tộc. Sau khi tên này đi ra thì ánh mắt của gã nhanh như chớp, nháy mắt đã rơi vào trên người Hứa Thanh và đội trưởng. Trên người tên này tràn ra chấn động trúc cơ hậu kỳ, khí tức của hải thi tộc trên người đặc biệt rõ ràng. Trong cơ thể gã cũng không hề mở ra huyền diệu thái, nhưng khí tức do 99 pháp khiếu hình thành vẫn khiến cho đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Hiển nhiên tên đó chính là tu sĩ chịu trách nhiệm quản lý và bảo hộ khu bờ biển bến cảng này, bởi vì thuyền của Hứa Thanh và đội trưởng bay tới nên gã đã xuất hiện. Mắt thấy kẻ đó tiến đến thì Hứa Thanh cúi đầu, dựa theo lễ nghi của hải thi tộc đã học được trên đường, bày ra sự tôn kính. Lúc này tên tu sĩ có ba đoàn mệnh hỏa của hải thi tộc đảo mắt qua người Hứa Thanh cùng đội trưởng, sau đó mở miệng nói với giọng trầm thấp về phía đội trưởng. Bái kiến Tam Công Chúa! Phụ vương ta đâu? Đội trưởng vịn tay vào thành thuyền, sắc mặt trở nên âm lãnh. Vương đang ở trên chiến trường, chưa trở về, cho nên ngươi có thể gặp bổn cung mà không quỳ sao, còn có màn phong tỏa này là có ý gì? Đội trưởng bỗng nhiên giơ tay trái lên, một hạt châu màu đen xuất hiện ở trong tay rồi ném về phía tên tu sĩ hải thi tộc bên cạnh. Oanh một tiếng, hạt châu màu đen trực tiếp nổ tung trên người tên tu sĩ hải thi tộc. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 423, Hải Thi Dị Văn 5. Thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này lập tức chấn động, nhưng cũng không bị thương chút nào, vẻ mặt gã không cảm xúc liếc mắt nhìn đội trưởng rồi cúi đầu quỳ một gối xuống. Mà do lần này đội trưởng ra tay, hiển nhiên là đã dẫn động thương thế cho nên phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đứng vững để cho thân thể không ngã xuống, âm trầm truyền ra lời nói. Hộ tống ta tới chỗ tượng thần tổ thi, ta muốn chữa thương. Trước khi vương đi đã căn dặn, nếu như công chúa trở về thì trực tiếp đưa đến hành cung, không được ra ngoài. Đối mặt với yêu cầu của Tam Công Chúa, tên tu sĩ trúc cơ nhàn nhạt mở miệng đáp lại. Tay phải vung lên thì toàn bộ những tên tu sĩ ở bên trong những cỗ quan tài bốn phía lập tức tràn khí tức ra. Đồng thời từng đạo tia chớp màu đen cũng kết nối với thuyền hắc mộc, dẫn dắt nó đi về phía trước. Một màn này cũng không vượt qua khỏi dự kiến của Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trên đường, đến bọn hắn đã vạch ra kế hoạch để ứng đối với những tình huống sẽ gặp phải. Vì vậy đội trưởng liền phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lộ ra cảm giác vô cùng suy yếu rất rõ ràng, thậm chí tới mức gần như sắp chết. Đồng thời đội trưởng nhìn qua tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc có ba đoan mệnh hỏa kia, bỗng nhiên cười ngọt ngọt. Cũng tốt, bổn cung chết ở bên trong hành cung coi như cũng được. Như vậy sau khi phục sinh thì ta có lý do để thôn phệ ngươi cùng tất cả mọi người trong tiểu đội của ngươi rồi. Quá thú vị, quyết định như vậy đi, ngươi nhanh lên. Đội trưởng giả trang thành Tam Công Chúa, nụ cười ngọt ngào trên mặt cũng rất là xinh đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác thiên chân vô tà. Nhưng hết lần này tới lần khác, hàm nghĩa trong lời nói lại lộ ra cảm giác vô cùng tà dị. Phảng phất như đang che giấu cảm xúc oán độc và điên cuồng cực cao đang từ từ tản ra từ trên người, khiến cho tên tu sĩ hải thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia phải dừng bước chân lại.
Gã biết rõ tính cách của Tam Công Chúa, cũng hiểu rõ đối phương nhiều lần ra ngoài đều là muốn tìm chết, càng biết rõ mỗi một lần Tam Công Chúa phục sinh, Vương cũng sẽ an bài một ít tộc nhân đi qua để cho Tam Công Chúa thôn phệ, do đó tăng tốc quá trình sống lại. Vì vậy gã lập tức trầm mặc, sau đó nhìn Hứa Thanh, ngươi có thể cút. Biểu cảm của Hứa Thanh lập tức trở nên lạnh như băng, thi độc trong cơ thể khuếch tán ra, hóa thành phong bạo vô hình vờn quanh bốn phía, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng truyền ra. Muốn đoạt công lao hộ tống của ta ư? Hầu như ngay khi lời nói của Hứa Thanh truyền ra, phía sau hắn lập tức có một cái quan tài màu đen đột nhiên mở ra. Một đạo thân ảnh tu sĩ hải thi tộc lập tức lao ra từ trong đó, chấn động của hai đoàn mệnh hỏa nháy mắt bộc phát với tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền tới gần Hứa Thanh. Đây là một nữ tử, khi còn sống là nhân, ngư tộc. Chớp mắt khi tới gần Hứa Thanh thì ả lập tức đưa tay phải ra để trấn áp. Hiển nhiên là tên tu sĩ hải thi tộc tu vi trúc cơ hậu kỳ chịu trách nhiệm phòng hộ bến cảng đã chuẩn bị cướp đi công lao bảo vệ công chúa của Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh như băng, thân sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Ngay khi nữ tử nhân ngư tộc tới gần thì thân thể của hắn lập tức chợt lùi về phía sau, tiếng nổ vang lên, lập tức va chạm cùng đối phương. Âm thanh bộc phát, Hứa Thanh giơ tay phải lên hung hăng chụp chảo về phía nữ tử nhân ngư tộc. Sắc mặt nữ tử nhân ngư tộc lập tức biến hóa, bị lực lượng thân thể của Hứa Thanh đụng vào khiến cho tâm thần chấn động, mệnh hỏa trong cơ thể cũng trở nên lung lay, lập tức muốn né tránh. Nhưng tốc độ của Hứa Thanh quá nhanh, một chảo chụp tới như có hấp lực tràn ra, khiến cho động tác của nữ tử nhân ngư tộc này lập tức trì trệ. Trong nháy mắt tiếp theo thì Hứa Thanh chợt lao ra, trong chớp mắt tới gần trước mặt nữ tử này, tay phải trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực của ả, nắm trúng trái tim rồi hung hăng bóp. Oanh một tiếng, trái tim của nữ tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này lập tức nát bấy. Dù là tu sĩ hải thi tộc có thể giảm bớt cảm giác đau đớn, nhưng loại thương thế này vẫn để cho ả phải phát ra một tiếng thê lương. Nhưng nữ tu sĩ này cũng không hề đơn giản, trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn, vậy mà lại hung hăng cắn một cái vào cổ Hứa Thanh. Đây là phương pháp mà hai tên tu sĩ hải thi tộc lúc tranh đấu sẽ thường dùng. Hàm răng ả vô cùng sắc bén, mắt thấy sẽ cắn trúng cổ Hứa Thanh nhưng Hứa Thanh cười lạnh, hất đầu lên sau đó dùng sức đập vào trên miệng nữ tu sĩ này. Một tiếng rắc vang lên, hàm răng của nữ tử nhân ngư tộc này vỡ nát, máu thịt trên mặt cũng trở nên mơ hồ kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Thân sắc Hứa Thanh trở nên dữ tợn hơn, cũng tương tự mở to miệng rồi hung hăng táp. Một cái về phía cổ của nữ tử nhân ngư tộc. Một cái táp này được Hứa Thanh dùng lực đạo cực lớn, khiến cho cả cái cổ của nữ tu sĩ nọ bị Hứa Thanh cắn đứt cả một đoạn. Theo hắn khẽ hút một hơi, dị chất nồng đậm từ trong cơ thể nữ tu sĩ nhân ngư tộc này lập tức điên cuồng tràn vào trong người Hứa Thanh. Nữ tu sĩ nhân ngư tộc muốn vùng vẫy nhưng sức mạnh hai tay của Hứa Thanh vô cùng lớn, hắn mạnh mẽ đè ả lại và gắt gao áp chế, còn trong miệng thì hấp thu liên tục, thoạt nhìn vô cùng hung tàn. Toàn bộ quá trình cũng chỉ có thời gian 6-7 cái hô hấp, dị chất trên thân thể của nữ tu sĩ nhân ngư tộc nọ liền khô kiệt hoàn toàn. Mệnh hỏa bị dập tắt và pháp khiếu khô héo, cả người hóa thành thây khô ngã xuống một bên, nhưng ả vẫn không có tử vong mà vẫn còn đang run rẩy. Chơi thật là vui nha. Tại sao vị tiểu tỷ tỷ này lại trở nên khô quắt vậy? Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 424, Hải Thi Dị Văn 6. Đội trưởng nở nụ cười ngon ngọt, liếm môi một cái rồi với dáng đi siêu siêu vẹo vẹo mà bước đến trước mặt nữ tu sĩ nhân ngư tộc kia. Còn Hứa Thanh thì quay người, hắn nhìn về phía tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc mở ra ba đoàn mệnh hỏa đứng ở giữa không trung ngoài thuyền. Nếu ngươi cử thêm 9 tên nữa tiến lên để cho ta cắn nuốt, có lẽ ta sẽ nhường công lao lại cho ngươi. Khóe miệng Hứa Thanh vẫn còn dính một tia máu màu lam, ánh mắt lạnh lùng không có bất kỳ gợn sóng gì. Nhìn bộ dáng của Hứa Thanh lúc này, thân sắc của tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia có chút ngưng trọng. Sở dĩ vừa rồi gã lên tiếng nói như vậy là bởi vì gã vừa có ý muốn đoạt công lao, đồng thời cũng có ý thăm dò Hứa Thanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn có một vài tên đệ tử của Thất Huyết Đồng dùng đủ các loại phương pháp để lẻn vào trong tổ địa của bọn họ, mặc dù đều đã bị bọn họ tìm ra và chém giết,
kể cả là công chúa trở về thì cũng có khả năng bị người của Thất Huyết Đồng bố trí người lẻn vào. Nếu như vừa nãy đối phương thật sự bỏ đi, vậy thì gã sẽ báo cáo việc này lại, sau đó sẽ có tộc nhân khác tới phân biệt thật giả. Nhưng lúc này gã đã bỏ đi ý nghĩ này, công chúa đã được trận pháp xác định là không có vấn đề, còn tên tộc nhân đã hộ tống công chúa trở về này chẳng những đã được trận pháp xác định, mà hành vi thôn phệ dị chất của đối phương cũng đã đủ để chứng minh, loại việc này cũng chỉ có tộc nhân Hải Thi tộc mới dám làm như vậy. Mà người có thể đơn giản dễ dàng liền tiêu diệt một thủ hạ hai đoàn mệnh hỏa của gã, cũng có thể nói rõ đối phương không bao lâu nữa cũng sẽ đột phá đến cảnh giới như gã. Thế cho nên gã vung tay lên, những tia sét đang liên kết 16 cỗ quan tài màu đen lập tức biến mất, mỗi một cỗ quan tài đều tự rơi xuống vị trí cũ của mình. Đưa công chúa đi cấm địa tượng thần tổ thi thứ 7. Sau khi cởi bỏ phong tỏa, tên trúc cơ hậu kỳ của Hải Thi tộc này lập tức truyền lệnh nói. Một cây linh chi ở dưới mặt đất lập tức vặn vẹo, từ bên trên tràn ra lượng lớn sương mù đen, đám sương mù này tăng tốc hội tụ lại với nhau, vậy mà lại hóa thành một con bạch tuộc cực lớn. Con bạch tuộc này bay đến gần rồi lập tức đưa ra một đầu xúc tu quấn quanh chiếc thuyền hắc mộc. Những cái xúc tu khác thì kéo dài chạm tới phía mặt đất, sau đó mang theo Hứa Thanh và đội trưởng đi thẳng đến phương xa. Phía sau bọn hắn, vị tu sĩ Hải Thi tộc có tu vi trúc cơ hậu kỳ kia cúi đầu cung kính tiễn đưa, đồng thời cũng truyền ra thanh âm trầm thấp. Công chúa, vừa nãy là chức trách mà ti chức phải làm, nếu như vừa rồi ti chức có chỗ bất kính, mong công chúa bỏ qua cho. Nói xong, tên tu sĩ Hải Thi tộc tu vi trúc cơ hậu kỳ này lập tức nâng tay phải lên, trực tiếp đặt vào trong miệng, sau đó hung cắn một cái, cứng rắn cắn đứt một ngón tay xuống, sau đó ném về phía trước. Ngón tay này lập tức nổ tung rồi hóa thành một mảnh thi độc nồng đậm. Đám thi độc lan tràn đến trên thuyền của Hứa Thanh và đội trưởng, sau đó hóa thành một cái ấn ký có ánh đen lấp lánh ở bên trên. Có cái ấn ký này ở trên thuyền, quãng đường tiếp theo sẽ không có người nào dám quấy rầy công chúa nữa, xin công chúa thứ tội. Ngươi có thể cút. Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng. Đa tạ công chúa. Vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia cúi đầu, sau khi mở miệng liền nhoáng một cái rời đi, trở lại con đường ven biển, tiếp tục ở chỗ này bảo vệ không cho kẻ ngoại lai tới gần. Cứ như vậy, con thuyền chở Hứa Thanh và đội trưởng được con bạch tuộc nâng lên đưa vào trong tộc địa của Hải Thi tộc, tốc độ rất nhanh, không ngừng tới gần bức tượng thần tổ thi thứ 7. Trên thực tế thì bức tượng thần này cũng là thứ mà bọn hắn tận lực muốn chọn được. Hải Thi tộc có tổng cộng 9 cỗ tượng thần tổ thi, 9 cỗ được phân tán ở các khu vực khác nhau, mỗi một nơi đều có trọng binh trấn giữ riêng. Đồng thời thì vị trí của cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 này cũng tương đối gần biển một chút, lại còn cách vương thành một phạm vi, cho nên đã trở thành lựa chọn đầu tiên trong kế hoạch của đội trưởng. Mà tin tức trọng yếu nhất trong tình báo mà đội trưởng mua được chính là cường giả tu vi kim đan của Hải Thi tộc trấn thủ cỗ tượng tổ thi thứ 7 này. Bởi vì tiền tuyến trở nên căng thẳng cho nên đã bị điều đi đến chiến trường rồi. Bây giờ người canh giữ nơi này chỉ là tu vi trúc cơ đại viên mãn mà thôi. Hứa Thanh vốn có chút chần chừ, nhưng đội trưởng một bộ dạng cam đoan tình báo không có vấn đề, cho nên Hứa Thanh cũng không có thắc mắc quá nhiều về vấn đề này nữa. Theo bọn hắn tiến lên phía trước, cả phiến thiên địa của Hải Thi tộc cũng triệt, để hiện ra trước mắt Hứa Thanh cùng đội trưởng. Mặt đất là một màu đen kịt, bên trên mọc ra vô số hắc thảo, những cây hắc thảo này đều ẩn chứa dị chất vô cùng nồng đậm, nơi đây cũng không khác quá nhiều với cấm khu Hứa Thanh từng tiến vào. Mà dị chất nồng đậm như thế này, tất nhiên là thánh địa đối với Hải Thi tộc, nhưng đối với những tu sĩ hấp thu linh năng mà nói, thì nơi này chẳng khác gì một địa phương tồn tại vô số chất độc. Mà một khi tu sĩ hấp thu linh năng ở chỗ này lâu, nếu không kịp trấn áp và khống chế dị chất tích lũy trong cơ thể, vậy thì khả năng dị hóa sẽ gia tăng vô hạn. Rõ ràng là đội trưởng cũng có phương pháp khác để có thể không quan tâm tới ảnh hưởng của dị chất trong thời gian ngắn. Hứa Thanh không biết đội trưởng dùng cách gì, nhưng hắn cảm thấy đại khái là có liên quan tới máu thịt có thần tính. Hiển nhiên chuyện lấy máu thịt của Câu Anh không thể nào là lần điên cuồng đầu tiên của đội trưởng được, hẳn là đội trưởng đã điên cuồng rất nhiều lần từ trước rồi. Đồng thời trong khi bọn họ tiến đến, Hứa Thanh cũng nhìn thấy ngoại trừ hắc thảo, linh chi huyết sắc và từng gốc cây khô héo trên mặt đất, bên ngoài còn có từng dòng sông đỏ ngòm chảy ở khắp nơi trên mặt đất. Mặc dù giờ phút này bầu trời nơi đây là một màu đen nhánh, nhưng lại không hề ảnh hưởng tới ánh mắt của người nhìn,
bởi vì bên trong tầng mây bên trên có rất nhiều con mắt. Toàn bộ những con mắt này đều là màu đỏ, mỗi một lần mở mắt ra sẽ có những ánh sáng phát tán xuống đại địa phía dưới. Thời gian mở ra bất đồng, nhưng vẫn có thể khiến cho mặt đất bị một tấm màn đen tối bao phủ. Và mỗi lúc vẫn đều có ánh sáng chiếu xuống, mặc dù lúc sáng lúc tối nhưng vẫn có thể khiến cho tu sĩ quan sát được bốn phía. Còn những con mắt này là cái gì? Rất nhanh Hứa Thanh liền biết được đáp án. Hắn thấy rất rõ ràng, theo một con mắt chui ra khỏi đám mây đen thì một con cá to lớn. Hư thối lập tức lộ ra, đỉnh đầu loại cá này mọc một chiếc xúc tu rất dài, xúc tu mọc dài tới mắt. Lúc đôi mắt khép kín thì không hề có gì hiện ra, nhưng khi vừa mở liền sáng như đèn lồng vậy, từ trên đó tràn ra ánh sáng. Loại cá này lít nha lít nhít đếm mãi không hết ở trong đám mây đen trên bầu trời của hải thi tộc, thi thoảng bọn chúng sẽ lại trầm xuống dưới. Trong lúc bọn chúng bay qua bay lại giữa không trung thì ánh sáng từ trên người chúng nó không ngừng tràn ra. Một màn này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất kỳ dị, đồng thời lúc này hắn cũng nhìn thấy không ít tu sĩ hải thi tộc. Chủng tộc trong đó cũng vô cùng hỗn tạp, có rất nhiều loài mà Hứa Thanh chưa bao giờ thấy qua. Mặt khác, trong khi tiến lên Hứa Thanh còn chứng kiến một màn khiến cho tâm thần của hắn vô cùng chấn động, đó là một mảnh đại địa. Tất cả những cây linh chi và đại thụ trên mặt đất đều đã bị nhổ hết ra khi con bạch tuộc đưa Hứa Thanh đi ngang qua nơi đó. Hứa Thanh thấy được dưới mặt đất có một đám tu sĩ hải thi tộc đang không ngừng đào móc. Bọn họ đã đào ra được một bộ phận cơ thể, có thể nhìn thấy tựa hồ là một bàn tay, chỉ là bàn tay này quá lớn. Riêng bàn tay đã to tới mấy trăm trượng, có thể nghĩ hình như nơi đây đã mai táng một cự nhân từ thời viễn cổ vậy. Giờ phút này theo mặt đất bị đào ra, theo từng chút huyết nhục hư thối hiển lộ, Hứa Thanh chú ý thấy có càng nhiều tu sĩ hải thi tộc đang hội tụ tới nơi đó, thay nhau thi pháp giống như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Cho đến khi chiếc thuyền hắc mộc của Hứa Thanh cách khu vực đó một đoạn, một tiếng gào kinh thiên động địa lập tức truyền ra từ nơi đó, tâm thần Hứa Thanh chấn động và lập tức quay đầu. Hắn nhìn thấy trong khu đào bới lúc nãy giờ phút này có một cánh tay dài ngàn trượng trực tiếp duỗi ra từ trong mặt đất, giống như muốn nắm lấy bầu trời vậy. Sống lại, Hứa Thanh hít sâu một hơi. Trừ cái này ra, ở trong hải thi tộc còn có một loại sinh vật đặc hữu, đó là một loại bướm, trên người nó mọc ra một mặt quỷ. Dựa theo đội trưởng suốt một đường phổ cập kiến thức cho Hứa Thanh, lúc Hứa Thanh nhìn thấy những con bướm này thì hắn lập tức biết những con bướm này gọi là quỷ mộng. Tương truyền ở trên hòn đảo nơi đây, loài bướm quỷ mộng này mới là dân bản địa. Bọn chúng là tộc đàn xuất hiện trước cả hải thi tộc trên hòn đảo này, cũng có số lượng rất nhiều ở nơi đây. Theo Hứa Thanh và đội trưởng tiến lên thì từng con bướm quỷ mộng bay đến, bay múa vờn quanh bốn phía bọn hắn. Một màn này vốn phải là hình tượng mỹ hảo, nhưng theo những khuôn mặt quỷ dữ tợn trên cánh bướm sống dậy và thôn phệ dị chất, phong cảnh vốn đẹp đẽ liền trở nên âm trầm quỷ dị. Nhất là Hứa Thanh vì hắn không biết vì cái gì mà những con bướm quỷ mộng này tụ tập tới gần hắn rất nhiều, thậm chí có thể trông thấy đằng xa còn có càng nhiều bướm quỷ mộng đang bay đến phía hắn. Điều này khiến cho Hứa Thanh phải nhăn mày lại. Người vệ đạo của bản cung, tại sao ở chỗ này mà ngươi cũng trêu hoa dẫn bướm vậy? Đội trưởng ở phía sau bỗng khục khục một tiếng, âm u mở miệng. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 425, thân thiết 1. Hứa Thanh trầm mặc rồi quay đầu liếc mắt nhìn đội trưởng, hắn cảm thấy đội trưởng diễn quá sâu rồi. Nói chuyện còn dùng lời nói và giọng điệu kiểu đó, một tiếng ho nhẹ vô cùng yêu kiều và nũng nịu như vậy làm cho cảm thấy Hứa Thanh rất không quen. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không nói gì, bởi vì hắn biết mặc dù những ngày này lão tổ Kim Cương Tông rất biết điều nên không hề hiện thân. Nhưng theo tính cách đối phương thì nhất định đã bí mật ghi chép một chút hình ảnh rồi. Hứa Thanh cảm thấy có lẽ về sau có thể sẽ có lúc dùng tới những bức ảnh lưu niệm chân quý này, vì vậy hắn liếc mắt, nhìn đội trưởng thật sâu, rồi quay đầu lại không thèm để ý tới nữa. Đội trưởng hơi nhướng mi lên, vừa muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này có một cỗ chấn động từ đằng xa truyền đến. Trong lúc tiếng nổ vang lên thì lực lượng dò xét đặc biệt của trận pháp lần nữa phủ xuống, rơi vào trên chiếc thuyền hắc mộc này. Giờ phút này con bạch tuộc phía dưới trở nên run rẩy bò trên mặt đất, mặc kệ trận pháp quét qua điều tra, còn những con bướm mặt quỷ kia cũng nhanh chóng bay tản ra.
Thần sắc Hứa Thanh cũng trở nên ngưng trọng nhìn về phía dưới, hắn thấy được ở phía xa tồn tại một tòa kiến trúc cực lớn. Tạo hình của khối kiến trúc này rất đơn giản, chỉ là hai cây cột đá khổng lồ, dường như tạo thành một cái cửa không có đỉnh. Trong đó tồn tại một vòng xoáy màu đen đang ầm ầm chuyển động, từ bên trên tràn ra từng đạo tia chớp màu đỏ khuếch tán bát phương. Ngoài cửa, trên từng gốc linh chi màu đỏ thình lình có những tu sĩ hải thi tộc ngồi khoanh chân bên trên. Số lượng trên mỗi gốc không đồng đều, có nam lẫn nữ, có người có hình dáng nhân tộc và cũng có kẻ là dị tộc. Nhìn lướt qua thì số lượng không dưới 1.000, canh gác nơi đây cực kỳ nghiêm mật. Bất luận là ai muốn thông qua nơi này để đi vào vòng xoáy phía trước, cũng đều phải trải qua sự đồng ý của bọn họ thì mới có thể đi qua. Và lại trong đó rõ ràng cũng tồn tại cường giả, có mấy ánh mắt chỉ quét qua nhưng cũng khiến cho Hứa Thanh cảm thấy không an toàn. Lúc này có một cỗ lực lượng của trận pháp tản ra quét ngang tới con thuyền của bọn hắn, ấn ký của tên tu sĩ hải thi tộc tu vi trúc cơ hậu kỳ để lại bỗng lập lòe tia sáng. Lập tức đáp lại lực lượng của trận pháp, sau đó chấn động của trận pháp lập tức tiêu tán. Lúc này con bạch tuộc kia mới một lần nữa bò lên trên, sau đó cẩn thận đi về phía vòng xoáy phía trước. Lúc đi ngang qua chỗ linh chi thì những tu sĩ hải thi tộc phía dưới đều đứng dậy, úi, đầu bái kiến về phía đội trưởng. Bái kiến tam công chúa, bái kiến tam công chúa. Thần sắc Hứa Thanh vừa bình tĩnh vừa cực kỳ cảnh giác, bị nhiều người như vậy chú ý tới thì quả thực là rất áp lực. Hắn chỉ cần hơi không cẩn thận lộ ra một chút dấu vết, vậy thì tất cả coi như là không công uổng phí. Đồng thời thì khí tức những tu sĩ hải thi tộc hội tụ vào một chỗ cũng khiến cho uy áp ở nơi này trở nên cực lớn. Hứa Thanh cảm giác rõ ràng cái bình nhỏ trong ngực mình đang bốc hơi với tốc độ cực nhanh. Nếu cứ bốc hơi như vậy thì sợ là không dùng được bao lâu sẽ mất đi hiệu lực. Mà bên đội trưởng cũng đồng dạng như thế, cho dù cải trang giống đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có thể gặp phải nguy hiểm, vậy nên lúc này nội tâm đội trưởng đồng dạng cũng vô cùng căng thẳng. Vì vậy y lập tức lấy ra không ít hạt châu màu đen rồi vuốt vuốt trong tay, trên mặt lộ ra một biểu cảm không quá kiên nhẫn. Cho đến khi sắp tiếp cận cột đá khổng lồ kia, theo những ánh mắt bốn phía dần dần tập trung nhiều hơn nữa, đội trưởng bỗng nhiên trực tiếp ném ra một hạt châu màu đen về một bên. Âm thanh nổ tung lập tức bộc phát, khí tức của toàn bộ tu sĩ hải thi tộc bốn phía lập tức nhao nhao chấn động. Nhìn đủ chưa? Biểu cảm của đội trưởng từ không kiên nhẫn hóa thành ngọt ngào, mặc dù sắc mặt y trắng bệch lộ ra cảm giác vô cùng suy yếu. Nhưng cũng chính loại suy yếu này khiến cho nụ cười của y dường như càng nhiều thêm một chút cảm giác rung động lòng người. Những tên tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía nhao nhao trầm mặc, lập tức cúi đầu, đỡ bổn cung đi vào. Đội trưởng nở nụ cười, trước khi đứng dậy rời khỏi thuyền liền giơ tay lên đưa về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh rất là khâm phục hành động này của đội trưởng, giờ phút này hắn lập tức cúi đầu đi tới. Đỡ lấy bàn tay nhỏ bé của đội trưởng rồi bước một bước đi về phía trước, rời khỏi chiếc thuyền hắc mộc và rời khỏi con bạch tuộc phía. Dưới, nhanh chóng đi tới gần vòng xoáy khổng lồ màu đen phía trước. So sánh với cái vòng xoáy này, Hứa Thanh và đội trưởng chỉ có kích cỡ giống như đầu con kiến hôi vậy, không có chút ý nghĩa nào. Đồng thời chấn động kinh khủng đến từ bên trong vòng xoáy cũng khiến cho tâm thần của cả Hứa Thanh và đội trưởng đều rung động lắc lư. Nhưng hai người bọn họ đều là người có tâm trí kiên định, giờ phút này cả hai vẫn nhanh chóng tới gần như cũ. Cho đến khi hoàn toàn tiếp cận thì cả hai mới đưa mắt nhìn nhau, cũng không có nói gì mà đồng thời cất bước đi vào trong vòng xoáy. Ngay khi đi vào thì trong đầu cả hai lập tức vang lên tiếng nổ, giống như đã đi vào một không gian khác vậy, lúc hắn xuất hiện đã đứng trong một thế giới màu đỏ. Phạm vi của phiến thế giới này khá nhỏ, mặt đất tràn đầy một mảnh chất lỏng màu đỏ thẫm, nhìn qua giống như là một huyết đầm vậy, xung quanh có những cột đá bao quanh, có tổng cộng 40 cây. Mà phía dưới từng cây cột đá đều có một vị tu sĩ hải thi tộc khoanh chân ngồi. Trừ cái này ra thì thứ bắt mắt nhất trong phiến thế giới này chính là một pho tượng kia đứng sừng sững ở trong thủy đàm phía dưới. Đôi chân nhúng vào mặt nước, cao đến 8.000 trượng, giống như một tồn tại chống trời vậy. Toàn thân nó là một màu đỏ thẫm, trên người tràn đầy những vết lấm tấm, bộ dáng rất giống một người đang ngửa mặt lên trời gào thét, động tác của hai tay cũng rất là quái dị. Một tay giơ lên như muốn nắm lấy bầu trời, mà tay kia thì lại đặt ngang ở ngực. Đồng thời ở dưới thân pho tượng kia còn mọc ra những xúc tu nhỏ, những cái xúc tu đó lan tràn ra bốn phương như là những dải băng, phía dưới hiện ra từng con mắt mở to vô cùng quỷ dị.
Đồng thời nếu như nhìn qua những con mắt này, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong chúng đang phản chiếu hình ảnh của thế giới bên ngoài. Cùng một thế giới nhưng khi phản chiếu trong những con mắt này lại làm cho khí tức của pho tượng kia càng kinh thiên động địa hơn, uy áp chấn nhiếp bốn phương và những tu sĩ hải thi tộc ở nơi đây giống như cũng có cùng một mối liên hệ. Giống như những tên tu sĩ hải thi tộc kia đều là do khí tức của pho tượng kia tản ra biến thành, mà bản thân pho tượng mới là đầu nguồn của bọn chúng. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 426, Thân Thiết 2. Đồng thời thì uy áp nơi đây rõ ràng cũng vượt trội hơn thế giới bên ngoài rất nhiều, ít nhất là hơn mấy chục lần, khiến cho cái bình trên thân Hứa Thanh tiêu hao càng nhanh hơn nữa. Mà lúc này trên mặt đội trưởng cũng xuất hiện một đạo khe hở, hình như lớp cải trang sắp bị vỡ vụn vậy. Nhưng cũng không biết là y làm như thế nào mà khe hở lập tức nhanh chóng được khép lại, nhưng Hứa Thanh có thể cảm nhận được trên người đội trưởng phát ra một chút chấn động không ổn định. Hiển nhiên là biện pháp này cũng không thể kiên trì quá lâu. Tâm thần Hứa Thanh rất chấn động. Pho tượng kia chính là tượng thần tổ thi của hải thi tộc. Hình dáng và kích thước của những cỗ tượng thần tổ thi của hải thi tộc đều không giống nhau. Cỗ tượng thần ở chỗ này chính là một cỗ nhỏ nhất, cũng là một cỗ yếu nhất. Nhưng bất luận như thế nào, thân là một trong những tượng thần tổ thi nên địa vị của nó ở trong hải thi tộc đều không hề thấp. Coi như là vương của hải thi tộc, mỗi lần đến đây cũng phải cung kính bái kiến. Bởi vì bên trong những cỗ tượng thần này ẩn chứa bí mật đã sinh ra hải thi tộc, đồng thời trên pho tượng cũng tự động sinh ra thủy đàm màu đỏ. Chất lỏng trước mặt cũng là vật nhất định phải có để cho hải thi tộc chuyển hóa những tộc nhân mới, đồng thời cũng là thánh dịch chữa thương của bọn họ. Lúc này trong đầm nước màu đỏ, đang có vài chục tu sĩ hải thi tộc đang khoanh chân ngồi trong đó chữa thương. Số lượng nhiều nhất là tu sĩ có trình độ 2, đoàn mệnh hỏa, cũng không ít tu sĩ 3 đoàn mệnh hỏa, trên thân ai cũng đều mang theo thương thế, hiển nhiên đều là những người vừa từ tiền tuyến trở về. Nhưng như vậy vẫn chưa hết, người chân chính khiến cho tâm thần Hứa Thanh và đội trưởng hiện lên những gợn sóng mãnh liệt. Chính là trên tay phải của pho tượng kia, rõ ràng có một vị đồng tử mặc trường bào màu đỏ đang ngồi. Tên đồng tử kia, Hứa Thanh đã gặp qua một lần ở trên quần đảo Chân Châu. Đối phương chính là tu sĩ Kim Đan của hải thi tộc đi tới quần đảo Chân Châu hôm ấy. Nhìn đến đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cũng lắp bắp kinh hãi, nở một nụ cười khổ với Hứa Thanh. Hiển nhiên là tình báo của y đã có sai sót, có lẽ người trấn thủ nơi đây đã bị điều đi, nhưng cũng đã có một người trấn thủ mới được điều đến. Hứa Thanh im lặng, hắn cảm thấy mình đã quá điên cuồng và ngu ngốc, vậy mà lại đi tin tưởng đội trưởng rồi cùng y đi tới nơi này. Nơi đây chẳng những tồn tại vài chục vị tu sĩ có trình độ 2 và 3 đoàn mệnh hỏa, bên ngoài còn có hơn 1000 tu sĩ. Đồng thời còn tồn tại một vị cường giả tu sĩ Kim Đan có thể một chụp đập chết mình ở khoảng cách vô cùng gần như thế này. Mặc dù đối phương đang ngồi nhưng vẫn có thể cảm giác được đối phương mở mắt ra nhìn kỹ bọn họ. Nói không chừng có thể nhìn ra manh mối trên người bọn họ, dẫu sao uy áp nơi đây đã làm tiêu hao hơn phân nửa che lấp của bọn họ rồi. Lại càng không cần phải nói đây là tộc địa của hải thi tộc, là đại bản doanh của đối phương, dạng cường giả nào cũng có thể xuất hiện. Hứa Thanh thở sâu đè xuống căng thẳng trong lòng, hắn hung hăng nghiến răng và ánh mắt trở nên quyết đoán, nếu như đã đến, vậy thì kiểu gì cũng phải kiếm được một chút chỗ tốt mới cam tâm. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy trong mắt đội trưởng hiện lên vẻ điên cuồng, hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thời đi thẳng về phía trước. Lúc bọn họ xuất hiện, ở trong thủy đàm, ước chừng cách mấy trăm trượng, theo bọn họ đi đến thì từ dưới mặt đất lập tức trồi lên những cánh tay thi thể hư thối. Những cánh tay kia không quấn quanh bọn họ mà chỉ vươn ra rồi nâng lên bàn chân của bọn họ, khiến cho Hứa Thanh cùng đội trưởng dần dần đi đến gần thủy đàm hơn. Cho đến khi đi đến bên cạnh, vài tên tu sĩ hải thi tộc ngồi ở những cây cột xung quanh liền mở mắt ra chú ý tới bọn họ. Chỉ là sau khi những ánh mắt này đảo qua Hứa Thanh và đội trưởng, ngay khi nhìn thấy Tam công chúa thì bọn họ đều lần lượt thu hồi ánh mắt. Về phần tên đồng tử có tu vi Kim Đan, vẫn không có mở mắt. Việc này cũng làm cho đáy lòng Hứa Thanh nhẹ nhàng thở ra, theo hắn tới gần và nhìn thấy đội trưởng nhanh chóng đạp vào bên trong thủy đàm. Sau khi tìm một địa phương liền khoanh chân đả tọa, còn thi thoảng dịch chuyển một chút giống như muốn hoàn toàn chạm vào pho tượng vậy.
Hứa Thanh cũng làm theo, tương tự đạp vào thủy đàm. Trong một cái chớp mắt khi đặt chân vào thủy đàm thì hắn liền cảm nhận được nước trong đầm này tồn tại lên một cỗ lực lượng kỳ dị, khá giống linh năng nhưng lại giống dị chất. Nhưng nó lại càng giống như là chất dinh dưỡng thuần túy, bên trong lại còn bao hàm hồn lực khiến cho Hứa Thanh mới chỉ đặt chân vào trong. Nhưng pháp khiếu trong cơ thể đã lập tức có những chấn động mơ hồ, một màn này khiến cho Hứa Thanh lập tức xác định thủy đàm này chuẩn xác có tác dụng hỗ trợ không nhỏ đối với việc mở ra pháp khiếu. Cho nên hắn liền nhanh chóng ngồi xuống, sau khi lướt qua những tu sĩ hải thi tộc đang chữa thương ở bốn phía, cũng cẩn thận thử hấp thu. Hứa Thanh không biết ở chỗ này thì mình có thể mở ra pháp khiếu hay không, hắn sợ chấn động tràn ra quá mức rõ ràng có thể sẽ bị người phát hiện, cho nên phương pháp tốt nhất chính là thu thập. Thu thập càng nhiều những linh dịch ở đây vào trong người, đợi sau khi rời khỏi thì lập tức trùng kích pháp khiếu. Có thể mở ra bao nhiêu cái pháp khiếu, vậy phải xem hắn có thể hấp thu được bao nhiêu linh dịch này vào trong cơ thể. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ quyết đoán, tu vi trong cơ thể tự động vận hành. Một tia huyết sắc lập tức từ trong đầm nước theo thân thể của hắn chui vào bên trong, đi tới vị trí đan điền của hắn rồi hội tụ chậm rãi ở đó. Linh dịch màu đỏ này vừa mới xuất hiện ở đan điền liền tản mát ra khí tức kinh tâm động phách, khiến cho những pháp khiếu chưa bị mở ra trên Hứa Thanh liên tục rung động lắc lư. Một cỗ cảm giác khát vọng vô cùng mãnh liệt lập tức bốc lên ở trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh đè nén lại hô hấp của mình, cẩn thận quan sát bốn phía sau đó lại tiếp tục hấp thu. Loại cảm giác ở trong địa phương của địch nhân nhưng lại không coi địch nhân vào đâu mà lấy trộm vật của đối phương. Rất kích thích. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 427, đã xảy ra chuyện. 1. Chỗ đặt cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 của hải thi tộc rất yên tĩnh. Ngày bình thường ở nơi đây cũng không hề có bất cứ chấn động nào quá mức kịch liệt. Hải thi tộc không cho phép tộc nhân đột phá ở trong khu vực đặt tượng thần, cho nên nơi đây quanh năm đều yên tĩnh như vậy. Mà người muốn chữa thương ở nơi này cũng cần phải có tư cách, trừ một vài người có thân phận cao quý ra. Còn lại chỉ có trường hợp người lập nhiều công lao trong tộc mới được cho phép đi đến huyết trì dưới tượng thần để chữa thương, điều này cũng làm cho tu sĩ ở nơi này tương đối ít. Bởi vì bây giờ đang là thời kỳ chiến tranh, cho nên nơi này mới nhiều người hơn một chút, nhưng cho dù là như thế thì nơi đây cũng vẫn yên tĩnh như trước, không người nào dám bất kính ở chỗ này cả. Đồng thời những năm gần đây thánh địa của hải thi tộc cũng rất ít xuất hiện tình huống có người ngoài tộc lẫn vào bên trong, dẫu sao. Dưới tầng tầng lớp lớp phòng hộ, lại có trận pháp phân biệt thật giả thì muốn xâm nhập vào đây quả thực quá mức khó khăn. Nhưng loại sự tình này chỉ là rất ít xuất hiện chứ không phải là không có. Trên thực tế thì việc này cũng đã xuất hiện mấy lần trong lịch sử của hải thi tộc rồi. Mà người lần trước lẻn vào nơi đây, mục đích thực sự cũng không phải là hấp thu huyết chỉ chỗ này, mà cũng là vì bản thân cỗ tượng thần. 9 cỗ tượng thần của hải thi tộc là chất liệu cực kỳ đặc thù, hình như chỉ có 9 pho tượng này có, thế gian hãn hữu cho nên đã dẫn tới rất nhiều chủng tộc hiếu kỳ và rình mò. Chỉ là chất liệu của những cỗ tượng thần này cực kỳ chắc chắn và lại coi như là bị toái diệt cũng có thể khôi phục rất nhanh. Hơn nữa hải thi tộc cũng không phải là chủng tộc mà ai tới cũng có thể chấn áp bọn họ được nên mới có thể bảo tồn hoàn hảo 9 cỗ tượng thần tới bây giờ. Đương nhiên, nếu như thực lực người đến mạnh tới mức động trời thì tất nhiên có thể hủy diệt cả hải thi tộc. Nhưng mà những thế lực và người có thực lực động trời như thế sẽ không cần phải lẻn vào. Bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của bản thân để yêu cầu hải thi tộc phối hợp. Đồng thời thì một khi những cỗ tượng thần này rời khỏi hòn đảo của hải thi tộc thì chúng sẽ liền hóa thành phàm vật, mất đi sự huyền diệu vốn có của mình. Thế cho nên theo năm tháng trôi qua, sau khi lần lượt trải qua những đợt thăm dò của những chủng tộc mạnh mẽ khác nhau, 9 cỗ tượng thần này vẫn được hải thi tộc bảo tồn cho tới tận bây giờ, dần dần không có bao nhiêu người nghĩ tới chúng nữa. Càng bởi vì những bức tượng này có thể tự mình khôi phục, cho nên nhìn qua thì những bức tượng thần này không có gì thay đổi. Đương nhiên cũng có lời đồn, đó là lúc đầu tượng thần của hải thi tộc vốn không phải chỉ có 9 cỗ, mà còn nhiều hơn nữa, chẳng qua là hải thi tộc chỉ bảo trụ lại được 9 cỗ. Này mà thôi, nhưng vô luận như thế nào, đối với hải thi tộc thì đây vẫn là thánh vật của bọn họ, bất luận người nào đánh chú ý tới thánh vật của bọn họ sẽ đều gặp phải sự trả thù của bọn họ. Dù cho thánh vật có thể chịu bất kỳ loại tổn thương nào,
nhưng loại việc này ở trong mắt của Hải Thi cũng là một loại nhục nhã. Mà lần người lẻn vào gần đây nhất cũng chính là khoảng 100 năm trước, người lẻn vào lúc ấy vẫn còn là trúc cơ. Nhưng không biết người này đã dùng phương pháp gì mà hút ra rất nhiều linh dịch, sau đó cửu tử nhất sinh mà chạy trốn. Hải Thi tộc rất tức giận nên cử người truy sát kẻ này nhiều năm, thế nhưng người kia cũng có thiên tư tuyệt luân. Lần lượt tránh được nguy hiểm, sau đó được một vị đại nhân vật nhìn thấy và thu nhận làm con rể. Lúc này mới khiến cho Hải Thi tộc tạm hoãn việc này lại, nhưng về sau bọn họ lại càng canh gác nơi này nghiêm mật hơn nữa. Mà người tu sĩ trúc cơ lúc trước sau 100 năm đã quật khởi, trở thành thất gia của ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng. Hôm nay, bên cạnh cỗ tượng thần tổ thi thứ 7 của Hải Thi tộc lại lần nữa phát sinh sự kiện ở trong lịch sử kia. Hứa Thanh cẩn thận hấp thu, linh dịch huyết sắc tích tụ trong người dần dần nhiều lên, khí tức tràn ra từ trong đó cũng khiến cho pháp khiếu của hắn càng lúc càng nổi lên cảm giác khát vọng mãnh liệt. Đồng thời nguy hiểm xung quanh, cùng với cường giả kim đan ngồi trên đỉnh đầu cũng khiến cho Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía, vừa hấp thu vừa mật thiết chú ý bốn phía xung quanh. Không thể quá tham, hấp thu không sai biệt lắm liền được rồi, chỉ cần trong cơ thể ta hấp thu vừa đầy thì ta liền rời khỏi nơi này. Hứa Thanh tự khuyên bảo mình, sau khi nhìn thấy không có ai phát hiện ra mình đang làm gì thì hắn lập tức tăng nhanh tốc độ hấp thu của mình lên. Mặt khác, vào thời khắc này cái bóng cũng lặng yên không một tiếng động chui vào bên trong ao, 100 con mắt bên trên đồng thời nhấp, nháy. Bên trong những con mắt mang theo một chút hiếu kỳ mà cẩn thận hít vào một hơi, sau đó những con mắt đều híp lên, có vẻ như là rất say mê rồi lập tức hấp thu nhanh chóng. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rồi bí mật lấy que sắt màu đen ra đặt ở trong ao. Lão tổ Kim Cương Tông hiện lên chấn động rõ ràng, sau khi hấp thu một chút thì đôi mắt cũng sáng rực lên. Đều có thể hấp thu, thứ này có công hiệu toàn năng. Hứa Thanh ngạc nhiên, sau khi suy nghĩ một chút liền lén lút thi triển Kim Ô Luyện Vạn Linh. Bước đồ đằng ở phía sau lưng lập tức dưới sự điều khiển của hắn mà hơi lập lòe, một lượng lớn chất lỏng màu đỏ lập tức tràn vào bên trong đồ đằng. Một màn này khiến cho Hứa Thanh rất vui mừng, tốc độ hấp thu của hắn rõ ràng trở nên nhanh hơn hẳn. Còn đội trưởng rất nhanh liền chú ý tới, con mắt của đội trưởng lập tức đỏ lên, đáy lòng rất là không phục. Vậy mà tốc độ hấp thu của Hứa Thanh lại còn nhanh hơn của y, điều này khiến cho đội trưởng cảm thấy mình rất không có mặt mũi. Cho nên sau khi nhìn xung quanh một chút, thấy không có người phát hiện thì y lập tức lấy ra một cái bình nhỏ, đặt vào trong ao rồi gỡ nắp. Một lượng lớn chất lỏng màu đỏ lập tức thuận theo miệng bình bị hút vào trong. Cái bình đó rất là huyền diệu vì có thể đựng được cực nhiều linh dịch, nhưng cũng rất nhanh đã đầy, đội trưởng bất động thanh sắc mà thu hồi, sau đó lại lấy ra một bình mới để tiếp tục thu thập. Cứ như vậy, đội trưởng vừa tự mình hấp thu vừa dùng vật phẩm để thu thập, lúc này phương diện tốc độ hấp thu đã không hề kém Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng cảm nhận được một màn này nên chân mày chợt nhăn, hắn liếc mắt nhìn qua đội trưởng và đội trưởng cũng nhìn lại hắn, trong mắt còn lộ ra vẻ khiêu khích. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 428, đã xảy ra chuyện. 2. Hứa Thanh trầm mặc, hắn biết rõ đội trưởng là người điên, mà hắn cũng không muốn so đo với tên điên. Đồng thời tiếp tục nhắc nhở bản thân không thể quá tham lam, hấp thu không sai biệt lắm là được rồi. Đợi hắn hấp thu đầy hoặc cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông hay là Kim Ô Luyện Vạn Linh, bất kỳ một nhân tố nào đạt đến cực hạn thì hắn sẽ lập tức rời đi. Chỉ là hiện giờ cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, còn có bản thân hắn vẫn còn chưa hút đủ. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút thì hắn liền chậm rãi động đậy thân thể, dần nhích tới gần pho tượng. Hắn đã phát giác được, càng tới gần pho tượng thì hình như phẩm chất của linh dịch huyết sắc lại càng tốt hơn. Theo Hứa Thanh di chuyển thì dần dần cũng tới gần pho tượng, trong lòng Hứa Thanh tràn đầy vui mừng vì hắn phát hiện tốc độ hấp thu của mình trở nên càng nhanh hơn, cái bóng cũng là như thế. Còn lão tổ Kim Cương Tông là vô dụng nhất, vậy mà mới kiên trì chưa được bao lâu thì đã đến cực hạn. Hứa Thanh có chút không vui nhìn lướt qua que sắt màu đen, lập tức thu hồi ánh mắt rồi sau đó hắn suy nghĩ một chút. Đợi cái bóng và ta cũng hấp thu đầy thì ta liền rời đi. Sau khi có kế hoạch này thì Hứa Thanh tiếp tục chậm rãi hoạt động, rất nhanh thời gian một nén nhang liền trôi qua, hắn đã lặng yên không một tiếng động tiến đến dưới chân pho tượng.
Cùng lúc đó, đội trưởng bên kia cũng đã chú ý tới hành động của Hứa Thanh, y cũng tương tự di động về gần phía pho tượng thần. Cứ như vậy, lúc Hứa Thanh tiến đến bên cạnh một chân của pho tượng, thì đội trưởng cũng đã đi đến cái chân còn lại của pho tượng. Đội trưởng cảm thấy Hứa Thanh quả thực có chút quá điên cuồng, đã hấp thu lâu như vậy rồi mà vẫn không chịu ly khai. Không được, ta không thể bị chính cấp dưới của mình đánh bại được, ha ha, muốn so điên cuồng với ta hả? Đội trưởng thì thào trong lòng, trực tiếp lấy ra 10 cái bình rồi bắt đầu thu thập. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày. Đội trưởng quá tham rồi, cứ tiếp tục như vậy rất dễ bị lộ ra, ta không thể ở trong này quá lâu, không sai biệt lắm là được rồi, không thể tham lam. Hứa Thanh thì thào trong lòng và đang không ngừng hấp thu, rất nhanh nửa nén hương trôi qua, hắn tiếc nuối vì phát hiện chất lỏng huyết sắc trong cơ thể đã dung nạp đến cực hạn. Không cách nào tiếp tục hấp thu nữa, mặc dù nhìn cả người hắn vẫn như bình thường nhưng Hứa Thanh lại có một loại cảm giác dường như đầy đến sắp nổ. Đồng thời cái bóng cũng lộ ra những chấn động cảm xúc tương tự, biểu thị không cách nào tiếp tục hấp thu được nữa. Hứa Thanh cảm thụ kim ô luyện vạn linh của mình một chút, hình như nó vẫn còn có thể dung nạp, vì vậy hắn đưa lưng về phía pho tượng rồi sau đó áp lưng vào trên pho tượng. Tuy là không thể tham lam, nhưng cái bóng cùng que sắt màu đen và ta đều đã đầy, chỉ còn kim ô. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, lặng lẽ vận hành kim ô luyện vạn linh. Mà ngay khi hắn dán lưng vào pho tượng, vận hành công pháp thì pho tượng và lực lượng đồng nguyên ở trong ao lập tức lao qua. Chợt mơ hồ, mặt nước bốn phía xung quanh cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Hứa Thanh hãi hùng khiếp vía nên vội vàng áp chế tốc độ hấp thu, do vậy mới tiêu tán được những gợn sóng rung động. Tim của Hứa Thanh đập rộn lên, chậm rãi điều chỉnh tốc độ hấp thu lại. Đội trưởng trợn mắt nhìn qua, y nhìn Hứa Thanh một chút rồi lại cúi đầu nhìn 10 cái bình xung quanh mình và hung hăng nghiến răng, sau đó lại lấy ra thêm 10 cái bình nữa để gia tăng tốc độ thu thập. Thời gian dần trôi qua, cho đến sau một nén nhang nữa. Hô hấp của Hứa Thanh bỗng nhiên trở nên dồn dập một chút, hắn cảm thấy có chút gì đó không đúng. Giờ phút này trong cảm thụ của hắn, theo hắn triển khai kim ô luyện vạn linh đối với bức tượng thần này, trong khi tượng thần và bên ngoài không ngừng vọt tới lượng lớn khí huyết, thì có một đoàn nước ngầm đang nhanh chóng hình thành ở vị trí mà hắn áp vào pho tượng. Cái mạch nước ngầm này tồn tại ở bên trong pho tượng, người bên ngoài nhìn không thấy và cũng không cảm thụ được, duy có Hứa Thanh triển khai kim ô luyện vạn linh mới có thể phát hiện ra. Điều này tạo cho hắn một cảm giác giống như khi hắn đang không ngừng hấp thu bên này, thì bên trong đó cũng đang hội tụ lượng lớn tạp chất. Mà những tạp chất này lại không có cách nào rời khỏi pho tượng, bị ngăn cản ở bên trong cho nên không ngừng hội tụ lại, nhất là chấn động bên trong tràn ra khiến cho Hứa Thanh vô cùng hãi hùng khiếp vía. Luồng chấn động này cực kỳ không ổn định, chỉ cần hơi chút kích thích một cái sẽ nổ tung ngay lập tức. Việc này khiến cho Hứa Thanh rất hoảng sợ, nhất là hắn có một loại cảm giác mơ hồ, bên trong mạch nước ngầm này ẩn chứa một luồng lực lượng cực kỳ khủng bố. Một khi luồng lực lượng này nổ tung mà hắn ở cự ly gần thế này, thì nhất định sẽ bị bao phủ ở bên trong không thể né thoát được. Mà nếu luồng lực lượng kinh khủng như vậy nổ tung, Hứa Thanh cảm thấy nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt, áp lực như ngàn cân. Một khi cái đồ chơi này nổ tung, nhất định khiến cho những thứ khác trong pho tượng phản ứng theo và tạo hiệu ứng dây chuyền. Quá nguy hiểm. Hứa Thanh lập tức cảnh giác và chậm rãi giảm tốc độ hấp thu của kim ô luyện vạn linh, cẩn thận từng ly từng tí để không kích thích mạch nước ngầm này, kết thúc quá trình thôn phệ. Tiếp theo hắn cảm giác cái mạch nước ngầm này sau khi không còn sự hấp thu của hắn, thì bắt đầu chậm rãi di chuyển theo bộ vị của pho tượng rồi trôi nổi lên cao, càng lúc càng không ổn định. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn tên đồng tử kim đan đang khoanh chân ngồi bên trên pho tượng, hắn chậm rãi và lặng lẽ đứng người lên, áp chế căng thẳng trong lòng rồi đi ra ngoài. Hành động của Hứa Thanh khiến cho đội trưởng sững sờ, lúc y nhìn qua Hứa Thanh thì Hứa Thanh lập tức liếc y một cái. Đội trưởng có phần do dự, lúc đứng người lên thì trong mắt lộ ra vẻ hơi xoắn xuýt và không cam lòng. Y cảm thấy lần hành động này của mình có chút không thoải mái, huống hồ trình độ điên cuồng của y còn xa xa không bằng lão gia hỏa khi trước. Y cảm thấy cứ như vậy rời đi, nếu không có người nào phát hiện và thuận lợi rời đi thì cũng đành. Nhưng một khi đi ra bên ngoài mà bị người ta phát hiện thân phận, như vậy thì hiển nhiên sẽ lỗ lớn. Nếu như đi ra ngoài mà có khả năng bị người ta khác phát hiện, vậy cũng không khác gì với việc y làm lớn một chút rồi sau đó mới bị người khác phát hiện. Thế thì sau khi quay về Thất Huyết Đồng để lão gia hỏa kia biết,
khiến lão cảm thấy không bằng mình. Đội trưởng nghĩ ngợi, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia rất điên cuồng. Hứa Thanh vừa đi ra ngoài vừa nháy mắt cho đội trưởng. Sau khi nhìn thấy vẻ điên cuồng trong mắt đội trưởng thì đáy lòng Hứa Thanh hồi hộp một tiếng, thầm nghĩ không tốt và ngay sau đó không chần chừ chút nào mà lập tức tăng tốc. Cùng lúc đó hơi thở của đội trưởng bên đó trở nên hổn hển, bỗng nhiên cười một cái, dùng tay phải chảo một cái rồi móc ra một khối máu thịt tràn đầy khí tức thần tính từ trong lồng ngực. Khối máu thịt này vừa ra thì bốn phía lập tức dấy lên chấn động kinh người. Hầu như trong nháy mắt khi luồng chấn động này tràn ra, đội trưởng một hơi nhét khối máu thịt này vào trong mồm, hung hăng nuốt xuống và sau đó toàn thân y nổ ầm một tiếng, trực tiếp bộc phát kim quang chói mắt khiến cho toàn bộ tu sĩ hải thi tộc nơi đây lập tức nhao nhao bừng tỉnh. Ngay tức khắc đội trưởng cũng toàn diện mở ra mệnh hỏa trong cơ thể khiến khí thế nổ vang, cũng điên cuồng cởi bỏ phong ấn trong người làm trên người lập tức tản ra kim quang cao vạn trượng. Tức thì nhào tới bên cạnh ngón chân của tượng thần, không thèm quan tâm tới đám tu sĩ hải thi tộc ở bốn phía, cũng chả thèm để ý tên cường giả kim đan trước mặt, y mở miệng thật to rồi hung hăng cắn tới ngón chân của tượng thần tổ thi. Răng rác. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 429, đoàn mệnh hỏa thứ 2, mở 1. Tên điên. Hứa Thanh nhìn thấy một màn này thì lập tức hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra tia chấn động. Trong một cái chớp mắt, hắn bỗng thấy một màn như khi trước đội trưởng đỏ mắt phóng tới đám máu thịt của câu anh. Giờ phút này theo âm thanh răng rắc vang lên, đội trưởng đỏ mắt hung hăng cắn một cái, trực tiếp gặm xuống một chút ngón chân của tượng thần. Thậm chí còn lưu lại một dấu răng rõ ràng ở trên ngón chân này. Chất liệu của cỗ tượng thần này rất đặc thù, bình thường mà nói rất khó bị phá hư. Mà lúc này hiển nhiên là đội trưởng mượn nhờ máu thịt của câu anh, hoàn toàn kích phát ra thần tính bên trong nên mới cắn được một ngụm. Không chờ bản thân tượng thần khôi phục, đội trưởng mắt đỏ ngầu, nhanh chóng nuốt xuống chút thịt từ pho tượng mà mình vừa cắn được. Đám tu sĩ hải thi tộc chữa thương ở bốn phía lập tức nhao nhao đứng dậy, tâm thần của từng tên đều vô cùng chấn động bởi biến cố bất thình lình này. Còn có mấy chục tu sĩ cạnh những cây cột cũng nhao nhao mở mắt ra, mang theo cảm xúc chấn động mãnh liệt nhìn về phía đội trưởng. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức kinh khủng của kim đan lập tức ầm ầm bộc phát ra từ trên bàn tay trước ngực của cỗ tượng thần tổ thi. Đồng tử tu vi kim đan ngồi trên đó mở hai mắt ra, biểu cảm mang theo vẻ nghi hoặc nhìn về phía dưới. Gã nhìn về phía Hứa Thanh, thân thể Hứa Thanh lập tức nổ vang, tâm thần dấy lên từng trận sóng lớn. Đồng tử kim đan kia lại nhìn về phía đội trưởng, thân thể đội trưởng cũng run lên và hối hả lui lại. Tên đồng tử này không hề quan tâm tới đội trưởng đang thối lui, mà sự chú ý của gã đặt trên ngón chân của pho tượng. Gã nhìn thấy ngón chân của pho tượng đã thiếu khuyết một ít, thậm chí còn lưu lại một dấu răng. Mặc dù bản thân pho tượng đang nhanh chóng khôi phục lại, nhưng dấu răng đục ngầu vẫn hiển lộ ra rất rõ ràng. Rất lâu không có người bên ngoài xâm nhập vào đây rồi, có chút ý tứ, hai người các ngươi muốn chết như thế nào? Đồng tử kim đan nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên gã cũng không đặt hai tên đại tặc trúc cơ này vào trong lòng. Giết chết kẻ xông vào là được, vì vậy giờ phút này gã lập tức tản ra uy áp kim đan từ trên người. Trong khoảng thời gian ngắn thì thiên lôi cuồn cuộn và bốn phương rung động lắc lư như có lực lượng diệt thế chấn áp chúng sinh. Nhưng ngay khi lời gã vừa mới nói xong, trong lúc đứng dậy thì đồng tử kim đan này vốn đang bình tĩnh, nhưng sắc mặt bỗng nhiên đại biến, chợt nghiêng đầu nhìn về cỗ tượng thần ở bên cạnh. Lúc này bên trong cỗ tượng thần đang có một mạch nước ngầm cực kỳ không ổn định đang nhanh chóng tăng cao. Khi chảy ngang qua vị trí tên đồng tử này thì ngay lập tức nó mạnh mẽ vọt về phía đầu của cỗ tượng thần. Trong một cái chớp mắt khi tên đồng tử mở mắt là nó đã vọt đến chỗ mũi của cỗ tượng thần rồi. Sau khi đến mũi của tượng thần thì nó liền nhẹ nhàng chạm vào. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng toàn bộ cấm địa. Ngay thời khắc này cái mũi của cỗ tượng thần này lập tức ầm ầm nổ tung. Âm thanh của vụ nổ vô cùng lớn. Toàn bộ không gian cấm địa đều chấn động, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả bên ngoài. Mà sức mạnh của vụ nổ này quả thực quá lớn, vậy mà khiến cho cái mũi của cỗ tượng thần thứ bảy này lập tức vỡ tan. Cả cái mũi chia năm xẻ bảy hóa thành đá rơi xuống. Vị đồng tử kim đan kia là người đứng gần vụ nổ nhất,
đứng mũi chịu sào bị xung kích của vụ nổ lan tới trên thân. Điên cuồng phun máu tươi và thân thể cũng bị lực chấn hất ngược lại, trực tiếp văng vào vách tường phía xa. Cũng có không ít tu sĩ trúc cơ của Hải Thi, tộc bên dưới bị ảnh hưởng đến, nhao nhao phun máu tươi ra, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ cùng không cách nào tin, đồng loạt nhìn cỗ tượng thần hiện giờ đã không còn mũi. Sau đó, một luồng phẫn nộ khiến cho toàn bộ ánh mắt của Hải Thi tộc trở nên đỏ thẫm ngay lập tức ầm ầm dựng lên, phong vân trong cấm địa lập tức biến sắc, sát ý ngập trời. Còn có một tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ cấm địa được truyền ra từ trong miệng tên đồng tử kim đan bị văng vào trên vách tường đang điên cuồng phun máu tươi. Ngươi đã làm cái gì? Tiếng gào kia siêu việt cả thiên lôi, khiến cho âm thanh nơi đây trở nên vù vù, mà tất cả ánh mắt bây giờ đều đồng loạt nhìn hằm hằm về phía đội trưởng. Sát ý ngập trời. Thật sự là đội trưởng gặm một cái không tính là cái gì, chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Nhưng cái mũi của tượng thần vỡ tung thì quá lớn, mức độ chênh lệch của cả hai thật giống như trời và vực vậy. Mà người khiến cho tất cả tu sĩ Hải Thi tộc ở nơi này tập trung nhìn lại, nhất định là có nguyên nhân. Mọi người đều thấy là người giả dạng thành Tam công chúa này gặm ngón chân tượng thần một cái. Ngay sau đó cái mũi của tượng thần liền nổ tung, cho nên việc này hiển nhiên là có liên quan mật thiết với người này. Đội trưởng cũng ngây ngốc. Một khắc này, đừng nói là Hải Thi tộc cho rằng mọi việc là như vậy, coi như là tự y cũng đều cảm thấy việc này hẳn là có quan hệ với bản thân. Chắc là do chính y cắn một cái này cho nên mới nổi lên phản ứng, làm cái mũi của cỗ tượng thần này mới nổ tung. Nhưng khoảng cách cũng quá xa mà. Hô hấp của đội trưởng cấp tốc tăng cao, trong nháy mắt tên tu sĩ kim đan gào thét thì Hứa Thanh không do dự chút nào. Cầm lấy một khối mảnh vỡ của mũi tượng thần rơi ở bên cạnh mình rồi lập tức quay người phóng ra ngoài. Bây giờ hắn không phải là người bị tập trung chú ý, giờ phút này non nửa những người điên cuồng và phẫn nộ đều đang bị đội trưởng hấp dẫn. Theo đồng tử kim đan gào thét, thân ảnh của tên đồng tử này cũng lập tức lao ra bay thẳng đến chỗ đội trưởng. Đồng thời đối với hành động của Hứa Thanh nơi đó, mặc dù không quá gây chú ý nhưng gã cũng sẽ không bỏ qua cho Hứa Thanh. Đi, các ngươi đi chém tên còn lại cho ta. Ánh mắt đội trưởng trợn to, một tay thu hồi một mảnh mũi vỡ của tượng thần ở bên người, sau đó lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ. Từng đạo phong ấn trong cơ thể mở ra, trong nháy mắt từ hai đoàn mệnh hỏa lên đến ba đoàn mệnh hỏa, sau đó còn bộc phát một lần nữa. Vậy mà đến tận trình độ của trúc cơ bốn đoàn mệnh hỏa, còn có thần tính ngập trời từ bên trong thân thể tràn ra, sau đó lập tức chạy về phía xa. Mặc dù tốc độ của đội trưởng rất nhanh, nhưng tốc độ của đồng tử kim đan càng nhanh hơn nên trong nháy mắt liền đuổi tới. Âm thanh nổ tung lập tức vang vọng và đội trưởng phun ra máu tươi, nhưng không biết y đã sử dụng bí pháp gì, vậy mà có thể lần nữa chạy thoát. Con mắt của đồng tử kim đan trở nên đỏ thẫm và vô cùng phẫn nộ, trong lúc gã trấn thủ vậy mà lại để xảy ra việc kinh khủng đến như vậy. Đối với gã mà nói thì chuyện này là sự nhục nhã cực lớn, cho nên sát ý của gã đối với đội trưởng cũng trở nên mãnh liệt đến cực hạn. Nhất là sự việc nghiêm trọng như thế này đã quá nhiều năm không xuất hiện trong Hải Thi tộc rồi, nếu như người tới chính là một cường giả thì cũng đành, nhưng hết lần này tới lần khác người tới vẫn là một tên tu sĩ trúc cơ. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 430, đoàn mệnh hỏa thứ 2, mở 2. Điều này khiến cho tên đồng tử kim đan này giận đến mức cảm xúc chấn động kịch liệt, nhưng điều càng làm cho tâm thần của gã dấy lên một trận sóng lớn ngập trời hơn, đó là gã phát hiện ngón chân của tượng thần đã khôi phục, nhưng cái mũi vậy mà không hề khôi phục. Không thể nào, cho dù có nhận phải phá hoại lớn hơn nữa, chỉ trong một lát là tượng thần liền có thể khôi phục mà. Một màn này khiến cho nội tâm của đồng tử kim đan run rẩy liên hồi. Có thể khôi phục và không thể khôi phục thì đối với Hải Thi tộc mà nói là hai việc hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể khôi phục, vậy thì chuyện này mặc dù nghiêm trọng, nhưng chỉ cần giết người xâm phạm để cảnh cáo bát phương, sau đó coi như cũng đã giải quyết. Nhiều nhất là về sau đề phòng nghiêm mật hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu như không thể khôi phục, đồng tử Kim Đan không dám suy nghĩ về việc này, gã cảm thấy là chuyện không thể nào. Từ xưa đến nay tượng thần của Hải Thi tộc đã từng xuất hiện rất nhiều lần tổn thương. Thậm chí có lần còn bị người khác xé mở,
Nhưng tất cả những tổn thương đó chỉ cần trong thời gian mấy cái hô hấp liền có thể khôi phục như thường. Coi như là phạm vi phá hoại cực lớn, vậy cũng chỉ cần thời gian một nén nhang là khôi phục. Cho nên, không thể nào. Đồng tử Kim Đan hít vào một hơi, nhịn không được lần nữa phải đưa mắt nhìn lại, gã phát hiện cái mũi của tượng thần vẫn không có gì thay đổi. Việc này khiến cho sự bất an trong đáy lòng của gã hóa thành phẫn nộ ngập trời, điên cuồng đuổi theo đội trưởng. Gã nhất định phải đặt lực chú ý lên việc truy bắt tên này, bằng không thì gã sẽ không nhịn được mà suy nghĩ tới hậu quả kinh khủng nếu như lần này tượng thần thật sự không thể khôi phục. Bởi vì bản thân tượng thần là một loại chất liệu đặc thù, nếu quả thật không cách nào khôi phục, vậy thì cái mũi bị thiếu khuyết này sẽ trở thành thiếu khuyết vĩnh hằng. Nói cách khác là mặc kệ tương lai bao nhiêu năm nữa, phàm là tộc nhân hải thi tộc sử dụng hoặc là thấy cỗ tượng thần tổ thi thứ bảy này, đều sẽ một lần nữa cảm thụ được cảm giác nhục nhã rất trần trụi. Còn nếu cân nhắc sâu hơn, nếu như đối phương có năng lực chân, chính hủy diệt được tượng thần, vậy thì chẳng khác nào có năng lực xóa sạch đi toàn bộ tương lai của hải thi tộc. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí đã quan trọng hơn trận chiến tranh cùng với thất huyết đồng. Cho nên lúc này đồng tử Kim Đan đã trở nên hoàn toàn điên cuồng, gã phát điên thật rồi. Mà giờ khắc này Hứa Thanh cũng vô cùng hãi hùng khiếp vía, đang gấp rút chạy trốn. Cũng may mục tiêu của tên đồng tử Kim Đan không phải là hắn, cho nên những người đuổi giết theo hắn chỉ toàn là tu sĩ trúc cơ. Nhưng cho dù là như vậy vẫn khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, bởi những người mở ra huyền diệu thái truy kích hắn là đến 20 người. Phần lớn trong đó thì tu vi đã đạt hai đoàn mệnh hỏa, thậm chí còn có một tên mở ra ba đoàn mệnh hỏa. Tên tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa đó là một lão giả, lão là người tạo cho Hứa Thanh áp lực cực lớn. Chấn động kinh khủng trên người của lão giả này khiến bốn phía trở nên vặn vẹo. Bình thường mà nói thì lấy tu vi ba đoàn mệnh hỏa là chỉ một cái chớp mắt có thể truy kích được tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa. Nhưng dưới sức mạnh thân thể bộc phát lại phối hợp thêm lực lượng mệnh đăng trong cơ thể tràn ra, mới khiến cho Hứa Thanh không bị lão giả kia tới gần trong cấp tốc, nhưng khoảng cách giữa hai bên vẫn có thể dùng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng rút ngắn dần. Mà một khi bị đuổi kịp, trong tình huống bị nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy cùng ra tay vây công, Hứa Thanh biết rõ sẽ rất khó ứng phó. Nhất là này chấn động vừa nãy lớn đến như vậy, hắn có thể tưởng tượng ra tiếp theo hải thi tộc sẽ tức giận đến giường nào. Đến lúc đó, khả năng sẽ có càng nhiều tu sĩ kim đan hơn nữa xuất hiện. Vừa nghĩ tới kết quả như vậy thì da đầu Hứa Thanh liền run lên, lần này hắn rất rõ ràng, việc hắn và đội trưởng vừa làm là hơi lớn, mà giờ khắc này hắn đang ở trong không gian của cấm địa nên không cách nào sử dụng vô tự truyền tống phủ, muốn dùng thì nhất định phải rời khỏi khu vực cấm địa, xông ra bên ngoài mới có thể sử dụng, chỉ có thể mở pháp khiếu. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, trong khi điên cuồng bỏ chạy khắp nơi, hắn biết biện pháp duy nhất của mình lúc này là mau chóng mở ra pháp khiếu, để cho mình có chiến lực của ba đoàn mệnh hỏa. Một khi đoàn mệnh hỏa thứ hai hình thành, phối hợp với mệnh đăng của hắn, vậy thì chẳng khác nào có lực lượng của ba đoàn mệnh hỏa. Lại thêm kim ô luyện vạn linh nhập thân, Hứa Thanh có nắm chắc trấn áp được tu sĩ ba đoàn mệnh hỏa. Thậm chí Hứa Thanh nghĩ rằng có lẽ lúc đó bản thân hắn có thể đánh vỡ nhận thức về việc chiến vượt cảnh giới của tu sĩ trúc cơ. Đối mặt với tu sĩ bốn đoàn mệnh hỏa thì cũng có thể vượt cảnh giới mà đánh một trận. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thanh lập tức điều động linh dịch huyết sắc đã được hấp thu tràn đầy trong đan điền, ầm ầm phóng tới đạo pháp khiếu thứ 50 của mình. Một cái chớp mắt tiếp theo thì toàn thân Hứa Thanh chấn động, đạo pháp khiếu thứ 50 của hắn liền mở ra trong nháy mắt. Pháp lực tăng lên và tốc độ của Hứa Thanh cũng càng nhanh hơn, nhưng hắn không có kết thúc khai khiếu, giờ phút này hắn lại tiếp tục trùng kích. Tiếp theo thì thân thể Hứa Thanh lập tức vang lên tiếng nổ như thiên lôi vang vọng bốn phương, đồng thời cũng khiến cho tâm thần của những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích phía sau nhao nhao chấn động. Trên người Hứa Thanh liên tiếp bộc phát ra những cơn sóng chấn động pháp lực. Đạo pháp khiếu thứ 51, 52, 53 liên tục được mở ra. Những vẫn không kết thúc, giờ phút này linh dịch huyết sắc được Hứa Thanh hấp thu vào trong thể nội vẫn cuồng bạo như cũ. Trong chớp mắt đạo pháp khiếu thứ 54 bị phá vỡ, đạo pháp khiếu thứ 55 cũng là như vậy. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ điểm nào dừng lại, một hơi thở liền mở một khiếu. Sau hơi thở thứ 7, đạo pháp khiếu thứ 56 trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa mở ra. Hơi thở thứ 8, đạo pháp khiếu thứ 57 mở ra,
pháp lực toàn thân vang lên tiếng nổ, mệnh hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Thậm chí khí thế trên người hắn có thể tạo thành phong bạo, khiến cho những tên tu sĩ hải thi tộc truy kích theo phía sau nhao nhao biến sắc. Nhất là lão giả ba đoàn mệnh hỏa kia, lúc này sắc mặt của lão đã đại biến, lão nhìn qua Hứa Thanh đang bỏ chạy phía trước, trong tâm thần bỗng có một loại cảm giác run rẩy. Mắt thấy người bỏ chạy phía trước mở ra pháp khiếu khủng bố như thế, lão chợt nghiến răng thi triển bí pháp làm tốc độ tăng lên ầm ầm. Tất cả mọi thứ bốn phía lập tức trở nên chậm chạp, lão nhanh chóng bay tới tiếp cận Hứa Thanh. Chết đi cho ta. Nguy hiểm ngay trước mắt, đôi mắt Hứa Thanh đỏ thẫm, hắn bất chấp mọi thứ và dùng sức mạnh thân thể để chống đỡ, trong nháy mắt liền bộc phát toàn bộ linh dịch huyết sắc trong cơ thể. Mở mở mở. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sự điên cuồng, chỉ chớp mắt là trong cơ thể hắn liên tiếp vang lên những tiếng nổ động trời, đạo pháp khiếu 58, 59, 60. Toàn bộ mở ra, thậm chí còn có chỗ thừa ra, trực tiếp liền mở đến đạo pháp khiếu 65, mệnh hỏa. Ánh mắt Hứa Thanh đỏ thẫm và toàn thân chấn động mãnh liệt, theo pháp khiếu từ 31 thăng cấp đến đạo pháp khiếu thứ 60, bên trong bốc lên vô số những sợi tơ. Những sợi tơ cấp tốc hội tụ trong cơ thể, trong khi toàn thân Hứa Thanh bộc phát ra ánh lửa thì một tiếng kêu vang lên. Đoàn mệnh hỏa thứ hai, chiếu rọi thiên cung. Các bạn vừa nghe xong tập 43 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.